Chào các bạn đến với video tiếp theo của Cổ Ngoạn Cần Thơ. Rồi hôm nay sẽ giới thiệu các bạn một số hàng mới về nha. Đây, đầu tiên là một tô. Đây một cặp tô nè. Đó, đây một cặp tô nha. Đó, để gì rất là đẹp nha. Đường kính của cái tô này nè. Nó tới 17 rồi nha. Cái này cái tô là dán chuông. Đây ok, thì tình trạng là một cái lành một cái tóc nha các bạn, tình trạng cái lành cái tóc mà cái này là vô cặp nha, vô cặp nha. Đó. Cặp này có giá là 3 triệu, đây là mã số 1 nha, mã số 1, cái này là chỉnh cổ rồi nha các bạn, cái này là chỉnh cổ rồi nha, giá là 3 triệu. Đây ở trong cái này nó tóc ở đây nè, tóc bình thường đó nha. Đó, nhìn thấy liền. Đó, đó. Còn cái này thì lạnh, đó, cái lạnh cái tóc mã số 1 là 3 triệu nha, một tô chỉnh cổ. Rồi, tiếp tục là mã số 2 đi, mã số 2 đây. Rồi, năm cái chung các bạn ơi, năm cái chung Nhật, trùng cúc. Trúc Mai à, cái loại lớn nha, đường kính nó tới là 9 lần, cao lên 6, bự lắm, cặp bá 5 cái tùng cúc Trúc Mai à, chôn mộc nè à. Rồi hôm nay 5 cái này bán rẻ luôn các bạn ơi, hôm nay 5 cái này xả luôn là 1,6 triệu nha, 6 cho 5 cái nha. Đó, 6 nha, 5 cái chung Nhật nha, đây là mã số 2. 5 cái này lành lặn hết. 5 cái này lành lặn hết, rất là bự. Mã số 2 là 1,6 triệu, 5 cái chung Nhật, tùng cúc Trúc Mai. Đó, mã số 2. Rồi, mã số 3 là một cái món đồ tàu luôn, một cái món đồ tàu lành lặn. Lành lặn. Là 16, cái này giống như là một cái dĩa vậy đó, nè, chôn nè, 17 nè, 17 các bạn. Đây là mã số 3 nha, cái món này có giá là 3 triệu rưỡi nha các bạn, món này có giá là 3 triệu rưỡi. Đó, rồi. Rất là đẹp luôn nè, dẻ nè, 3 triệu rưỡi nha. Người mã số 3. Tôi để đo cái đường kính. Đường kính là 16, đường kính 16 cái dáng rất là đẹp. 16 mã số 3 nha các bạn. 3 triệu rưỡi. Rồi, mã số 4. Mã số 4 đây là một cái chén nè. Thích cô tô thần thoại. Đó, cái chén này nó bị vẫy thôi. Này mã số 4 nha các bạn, hiệu đề này rất là đẹp luôn. À, đường kính đó nha. 11, đường kính 11. Cái chén này hôm nay giao lưu là 3 triệu nha các bạn, 3 triệu nha, cho anh đi nhanh. Đây là mã số 4 nha, cái chén là 3 triệu, cái này là chỉnh cổ rồi nha. Mã số 5. Mã số 5 là 3 cái đội, ba cái đội luôn. Có 3 cái luôn ha. Nó bán 3 cái luôn. 3 cái đội. Cái đội này để đồ lên nè. Gì nè. Đây là mã số 5 nha, mã số 5 là 3 cái đội nha. Đường kính là 17. 13, cái 17, cái 13, cái 16, chung là cái này thì nó bị âm ăn đường đây nè, nhưng mà cái này là hiệu đề, nó đẹp nè, nó hiệu đề nó đẹp, bị âm đường, một cái, còn cái này thì nó lành, cái bự nhất lành, nó
cái bự nhất lành. Đây, cái này lông ẩn, ô cái này đẹp quá, cái này đẹp quá. Ba cái nồi cháo, ba cái nồi cháo mã số 5. Thì hôm nay giao lưu luôn các bạn, giao lưu ba cái ngược luôn, ba cái ngược luôn đó, rất là đẹp. Ba cái này 5 triệu các bạn, ba cái này 5 triệu nha, gặp luôn này, mã số 5 5 triệu đi. Rồi 5 triệu ba cái này, là mã số 5 nha. Mã số 6 đây. Mã số 6 là hai cái tô. Hai cái tô này là tích này rất là quen nè, tích sen sen vịt, sen vịt nè, sen vịt. Nha, hiệu đề đây, hiệu đề rất là đẹp luôn. À, chữ đẹp nha. Hai cái hiệu đề này nó khác nè. Cái này là nội phủ. Đây, cái này lành luôn nha, cái này lành. Rồi đo đường kính nha. Đo đường kính, đo đường kính nha. 17. 17. Thì một cặp luôn các bạn, 17 17 luôn. Đó, 17 17 luôn. Cặp này là 18 nha các bạn, cặp này 18 triệu lành hết nha. Cặp này 18 triệu lành luôn. Đường kính 17 xăng. Cặp này 18 triệu nha. Hai cái bát. Cái này là mã số 6 số 7 gì đó. Mã số 7 đi. Hai cái bát. Số 7, cặp này 18 nha. Rồi mã số 8. Đây là một cái dầm chúc với một cái bài thơ. Nó dầm chúc nha với một cái bài thơ. Dầm chúc với cái bài thơ nha. Dầm chúc với cái bài thơ. Đường kính 15. Đường kính 15. Thì cái này như mình sâu sâu nó có bị vẫy đây. Có chỗ này nè. Có chỗ này bị sửa một chút nè. Tí nè. Đó, chỗ này nè. Giá này là 2 triệu rưỡi nha các bạn. 2 triệu rưỡi nha. Này mã số 8 đi. Cái này mã số 8. 2 triệu rưỡi một cái dòng. Hiệu đề rất là đẹp luôn. Hiệu đề rất là đẹp luôn. Đó, là mã số 8 nha. Mã số 8. Mã số 9 là một cái bát lông ẩn. Đó, cái bát lông ẩn một mã số 9 nha. Mã số 9 là một cái bát lông ẩn. Đội lớn nha bạn, đội lớn 17, 17 nha. Cái này có giá là 5 triệu rưỡi nha bạn. Mã số 9, 5 triệu rưỡi một cái bát lông ẩn nha. Đó, 5 triệu rưỡi, mã số 9. Rồi, mã số 10. Mã số 10 đây các bạn ơi, mã số 10. Đó. Lấy đồ mình kê lên cho nó đẹp. Mã số 10 là một cái bình nhật. Đó. Một cặp luôn. Một cặp luôn. Cặp bình nhật nha. Mã số 10 là một cặp bình nhật. Đây, 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 đây. Một cặp bình nhật. Hai cái này một cái cao một cái thấp nha. Giá là đây, chiều cao của nó là 38. Này là 35. Cái 38 cái 35 nó bình nhật xưa nha. Đây, quay cho mà coi này. Cái này thì cái cao thì men chạm nó xanh hơn. Cái cao thì men chạm nó xanh hơn nha. Đó. Nó thấp mà. Đây bình nhật nha, hai cái bình này lạnh nha. Hai cái bình này lạnh nha, các bạn, hai cái bình này lạnh.
cặp này lành tiếp luôn, rất là đẹp. Giá cặp này là 5,5 triệu nha bạn, cặp này giá 5,5 triệu hai cái nha, 5,5 triệu lành hai cái nha, 5,5 triệu lành hai cái. Rồi mã số 12, đây là một cái dầm trà, cái này là thế kỷ 19 nhưng đại thanh, chôn này là chôn mộc, chôn mộc là chôn nó không có phủ men các bạn, nó để cái cốt nó gì nè, chôn mộc là gì đó nha, chôn mộc là nó không có phủ men, dễ trong à. Cái dầm trà này loại lớn nha các bạn, dầm trà loại lớn nha, bự nha, cái này bự lắm, lần nó tới 25 mấy rồi 26 rồi, cái này là chuẩn cổ nha, dẻ trong nè. Cái dòng trà là ta chuyên là để những cái chung rồi những cái bình trà rồi nó uống rồi nó cái dòng trà nha các bạn, ví dụ gì đi để chung gì lên nè, nó xài gì đó để cái bình trà vô giữa rồi bưng ra đó, vậy đó nha. Cái dầm trà cái mục đích nó để mà mình xài vậy đó. Cái này chôn mộc và cái này là chuẩn cổ nha, chôn mộc chuẩn cổ. Cái này giao lưu với giá là 11 triệu các bạn, cái này giá 11 triệu nha, giao lưu giá 11 triệu dầm trà. Này mã số 12 cái gì vậy bạn? Rồi mã số 13 nè, cái dầm trà này cũng là một cái dầm trà nhưng mà cái này đẹp hơn. Đường kính nó là 24, vẽ thì nó phiêu hơn, nó đẹp hơn. Và cái thành này nó ngắn hơn, đó, rất là đẹp. Cái này thì nó cũng đời thanh chuyển cổ luôn. Cái này cũng đời thanh chuyển cổ, tình trạng lành nha, tình trạng lành. Tình trạng lành đó, cái này là không có chôn mộc nha, người ta quét men rồi nè, nó rất là đẹp. Cái này đẹp hơn mà cái này giá nó cũng hơi cao nha các bạn, cái này giá hơi cao nha, cái này giá 20 nha, cái này giá 20 triệu nha. Đó, một cái dầm trà chuyển cổ dễ đẹp giá 20, nó cũng để vô vậy nè, nhưng mà cái này nó đỉnh hơn vậy, tại vì nó gấp đôi cái kia, gấp đầu cái kia, cái này giá 20. Giá 20 nha, mã 12. Rồi tiếp theo mã 13 các bạn đi theo mình nha. Thì hôm nay có cái lô này bán lẻ ra nha, bán lẻ cái lô này ra à, cái này là mã 13, là một cái bình Biên Hòa cao là 36 đó, bình cái này xưa quá trời luôn à, bình lục giác đi, là bình lục giác lục giác nè. Cái bình này rất là đẹp, xưa nữa các bạn. À, bình lục giác này cũng hiếm. Giá cái bình lục giác này là 2,8 triệu nha các bạn. Cái bình lục giác này 2,8 triệu là mã 13. Mã 13 cái bình lục giác 2,8 triệu. Rồi hôm nay xử hết cái lô này luôn. 2,8 triệu. Cái bình rất là cao. Cao nó tới 60 65, cái này cao tới 65 rồi nha, 65 đây, rất là bự luôn, rất là già đồ. Cái này là mã 14 nha, chôn dưới nè, cái bình này giá là 3,5 triệu nha mọi người, rất là bự luôn, 3,5 triệu nha, 3,5 triệu. Cái này mã 14, một cái bình Biên Hòa 3,5 triệu. Rồi tiếp theo cái bình này luôn. Cái này mã 15, một con rồng nha, con rồng này màu xanh. Ồ, hai màu luôn.
cao như đây, bình này cao như đây. 62, 62, ủi chà bá luôn. 62. Đây là lỗi bự nha, 62. Cái này mã 14, 15 gì đó. Cái này mã 10, 15. Con rồng, cái này giá cái bình này. Bình này là giá 3 triệu 8 nha mọi người, 3 triệu 8 nha, mã 15, 3 triệu 8, một cái bình biên hòa, cái bình này đẹp hơn, 3 triệu 8. Tiếp theo một cái bình luôn, bà bá luôn, nó, ô cái này con hổ mọi người, cái bình này con hổ, hổ không hay luôn á trời, tính đâu là bình thường, hay là cái bình con hổ rồi con rồng nữa, rồi con, nè, quá đẹp luôn, quá đẹp nha. Mà dễ con hổ nè. Sáu mươi bốn, sáu mươi bốn, cái bình con hổ 64 nha, nè, thấy không? Cái bình con hổ kia bự, người ta trả 8 triệu không bán đâu mà. Này con rồng, con hổ, con rồng luôn, quá đẹp. Nó này mã số 16 đi, à, mã số 16 đi. Cái bình này già quá trời luôn rồi, già lắm rồi nha. Bình con hổ này giá là 7 triệu nha mọi người, giá 7 triệu. Con hổ đẹp quá. Đó. Ở đây nè, giá 7 triệu. Ở đây nó có bị âm âm nhẹ nhẹ xíu. Nó không có. Cái này giá 7 triệu. Con hổ con rồng. Cái của mình này con hổ đẹp quá. Cái này mã 16. Rồi, mã 17. Bán hai cái ngược cho nhanh các bạn. Mã 17 hai cái. 40. 42. 40 với 42, hai cái bình biên hòa. Hai cái bình biên hòa, 40 của ngày xưa rồi nha. Đẹp quá. Mã 17. Mã 17 cặp này lành nha. Này 3 triệu 3 triệu các bạn, 3 triệu 2 đi, 3 triệu 2. 3 triệu 2 bao ship, 3 triệu 2. Mã 17, 3 triệu 2 bao ship nha. Nó rất là rẻ, cái con triệu mấy đó. 3 triệu 2 không trả giá các bạn ơi. Giá nó lại lỗ rồi đó. Rồi, mua đây con hổ nha các bạn ơi. Cũng hên là cái này vô trúng hổ gì. Này mã 18. 51. 51. Đó, 51 con hổ luôn, con rồng luôn. Con hổ con rồng luôn. Rồi cái này 3 triệu, rồi 3 triệu bán luôn. Hổ nè. Con hổ luôn, 3 triệu luôn nha. Cái bình này 3 triệu luôn nha. Các bạn để ý là bình con hổ con rồng mắc hơn, còn hơn là mấy cái này đi qua. Rồi mã 10 19 đi, mã 19. 52. 52 đúng không? 52 cái bình này chà bá luôn. 52 lần tiếp. Bán là 2 triệu rưỡi. Đó, chơi luôn 2 triệu rưỡi luôn. 2 triệu rưỡi trong cái bình bự chà bá lần tiếp. Vẫn thấy dụ như cái bình này nếu mà bao ship hết hơn 100 ngàn, hơn 100 ngàn. Rồi đây tiếp tục mã 20, một cái chậu bách hoa. Chậu bách hoa này 1 triệu, à, 1 triệu quả bách hoa triệu nha, bao ship các bạn cái mã này 1 triệu luôn. 23. 23 đó. 23. Mã 20. Cái này là 1 triệu. Trời, cặp này mới giữ nha. Đây các bạn, cái bình này con hổ này con hổ giữ nè. 75 nè. 75 cái này 77. Ok.
bảy sáu, nói chung là hai cái này không có gì xích nhiều chứ. Bảy sáu bên bảy một cái phân à. Rồi cái này là bán cặp nha, cái này bán cặp, cặp 76 đàm bá lửa luôn. Để xuống này mã 21 nha. Đây cái đít này có mọc nè. Ồ ăn tiền có mọc nha, ăn tiền có mọc nha. Bảy mươi mấy luôn, cái bình quá trời bự luôn. Nó cái này không có mọc nhưng mà cái con hổ này nó độc. Cái này có mọc luôn. Rồi cặp này xuống sát luôn các bạn ơi, cặp này xuống sát luôn. 16 triệu cái cặp này. Cái 8 triệu thôi. Cái 8 triệu. Đó. Cái này có mọc, còn cái này độc, cái này nó trả được rồi đâu 90 triệu rồi nè. Tại vì muốn bán luôn cái bình này cặp này nè. Cặp này 16 triệu nha. Đó. Người chà bá bự luôn nè. 16 triệu cho một cái cặp bình 70 mấy. Cái này mã 21 rồi, mã 22. Mã 22 đây, một cái bách hoa gì giống bắc tiên quá nè. Cái này lành luôn nè, mã 22 cái này lành, chiều cao rồi. Mã 22 cái này lành, chiều cao 46. Rồi cái bình này 2 triệu 2 luôn, lên đường luôn. À, 2 triệu 2 cái bình này luôn. Cái này mã 22. 2 triệu 2. Mã 22 2 triệu 2. Rồi còn mấy cái làm luôn các bạn ơi. Này người không vậy? Có chữ nữa. 23 nha là 42. Này có chữ nè. À. Bức lục thọ, một chữ nữa. Rồi cái này 1 triệu 8 luôn. Cái này 1 triệu 8 hỏi câu luôn lành. 1 triệu 8 cái này, cái này chà bá lửa luôn. Cái này con rồng nè, cái này con rồng 63, cái này chiều cao là 63 đó, 63 lành luôn, biên hòa xưa chà bá luôn. Rồi cái bình này 3 triệu 9, 3 triệu 9 cho cái bình này luôn nha các bạn. 3 triệu 9. Rồi cái đôn để ngồi nè. Đó, hụn. Cái này để ngồi nè. Đó, rất là đẹp phải không? Cái mặt đôn là 27. 41. Rồi cái đôn này giao đến nơi bao ship 3 triệu. Đầu xưa bao nơi bao ship 3 triệu. Rồi tiếp tục còn mấy món nha bạn ơi, cho nó xong nè. Một cái lư cho cái xong luôn nè. Hết nhớ mã mấy rồi. Này mã 25 đi. Mã 25 là 14. Cái lư này giá nè, đẹp quá nè. Đại Thanh Khang Hy Nhiên Chế. Rồi 1 triệu rưỡi cái luôn, mã 25 1 triệu rưỡi cho cái lư này. Đại Thanh Khang Hy Nhiên Chế, ngon quá trời đẹp. Rồi mã 26. Cái này bằng bạc nhìn các bạn ơi, mâm rất là đẹp luôn. Cái mâm này rất là nặng luôn, cái này bằng bạc gì rồi. Mã 26 giá là ngon có chân luôn nè. Rồi cái mâm này bán đại 2 triệu rưỡi luôn đi, có mù luôn. 2 triệu rưỡi. Mã 26 bằng bạc cái gì đó mà nó xưa nghe nó mới mới nha. 56 34. Rồi cái này mâm này có chân nha, 2 triệu rưỡi nha. Mã 26. Rồi lôi cái này ra bán luôn nha. Cái đồ bên này cái nữa gì. Mã 27. Mã 27. Ủa, cái này nó lạc đâu nè. Rồi mã 27 1 triệu rưỡi. Ngay chốt chốt luôn. Một cái bình lành đẹp. Bán triệu rưỡi nha các bạn. 43. Mã 27 43. Triệu rưỡi. Một cái bình đồng mã 28. Ồ cái này độc quá. Nè,
Rồi cái bình đồng này 2 triệu luôn đi. Rất là độc luôn nè. Đó, đồ độc lạ 2 triệu mã 28. Chiều cao 22. 2 triệu, cái bình này lạ quá, không biết là gì nữa. Mã 29 là một cái mâm đồng. Ồ. 43. 43, ồ xưa nha, cái này xưa nha. Rồi xả hàng 1 triệu 8 luôn. 1 triệu 8 cho cái mâm đồng này. 1 triệu 8 xưa nha. Cái này nó có chạm khắc rất là nhiều trong đây nè. Không có coi kỹ mà. Rồi một cái mâm trơn cuối cùng 29. Cái này có chữ rồi đủ thứ trơn nè. X41 mâm rất đẹp các bạn, mâm xưa rất đẹp. Rồi cái mâm này giá 2 triệu 2. Mã cuối cùng nha, cái mâm này giá 2 triệu 2. Dày dẫn sen đồ chữ tùm lum 2 triệu 2. Mã 29. Rồi hết rồi nha các bạn. Thì các bạn có ưng mã nào, ai còn cái mã cuối cùng nha. 30. Cái này cái gì không biết. Giống như nè, cái bình này nè, giống như cái bình thủy xưa gì đó. Rồi cái này bán 1 triệu 1 luôn đi. Đó. Đó, cuối cùng mã 30. Rồi xong, chào các bạn nha. Ưng cái gì thì cứ nhắn nha, nhanh tay lên nha.